Xin chào các bạn. Như đã thông báo từ trước thì video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả những thông tin góp ý của mọi người để update thêm những thông tin còn thiếu sót từ 4 video trước của 4 thầy trò Đường Tăng trong phim Tây Du Ký. Thì những video tiếp theo đây thì hy vọng các bạn sẽ comment tên nhân vật mà muốn mình tìm hiểu. Và bây giờ hãy đến với 4 thầy trò Đường Tăng đầu tiên. Phiên bản năm 1927, Tôn Ngộ Không do Ngô Văn Siêu thủ vai, Đường Tam Tạng do Tưởng Mai Khang thủ vai, Trừ Bạch Giới do Chu Hồng Toàn thủ vai và Sa Tăng do Chim Gia Lợi thủ vai trong phim Động Bàn Tơ. Phiên bản năm 1940 trong phim Trừ Bạch Giới Chiêu Thân, Tôn Ngộ Không do Bando Kotaro thủ vai, Đường Tam Tạng do Hanabishi Ayako thủ vai, Trừ Bạch Giới do Akira Kishi thủ vai và Sa Tăng do Toshio Kanai thủ vai. Phiên bản năm 1956, Tôn Ngộ Không do Lâm Gia Thành thủ vai, Đường Tam Tạng do Tô Thiếu Đường thủ vai, Thiếu Tân Quyền thủ vai Trừ Bát Giới và Trương Sinh thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 1959 do Nhật Bản sản xuất, diễn viên Norike Miki thủ vai Tôn Ngộ Không, Nakata Yasuko thủ vai Đường Tam Tạng, diễn viên Nobuchiba thủ vai Trừ Bát Giới và Zeko Nakamura thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 1960, Tôn Ngộ Không và ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, diễn viên Lục Linh Đồng thủ vai Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng do Tiểu Xương Thuận thủ vai, La Kim Phủ thủ vai Trừ Bát Giới và Phó Mã Triều thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 1965, Vũ Giai thủ vai Tôn Ngộ Không, Lý Phụng Thanh thủ vai Đường Tam Tạng, diễn viên Vương Văn Chiếu thủ vai Trừ Bát Giới và Tây Hoa Bào thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 1966, Thiết Phiến Công Chúa, Nhạc Hoa thủ vai Tôn Ngộ Không, Hà Phan thủ vai Đường Tam Tạng, Trừ Bất Giới do diễn viên Bành Bằng thủ vai và Sa Ngộ Tịnh do Điền Sâm thủ vai. Phiên bản năm 1967, nhà sản xuất chỉ thay đổi vai diễn cho nhân vật Tôn Ngộ Không do Châu Lung Chương thủ vai trong phim Tôn Ngộ Không trong Động Bàn Tơ. Phiên bản năm 1968 vẫn là dàn diễn viên quen thuộc của 2 năm trước trong bộ phim Nữ Nhi Quốc. Phiên bản năm 1975 trong phim Hồng Hài Nhi, Tôn Ngộ Không do Liu Yongchen thủ vai, Đường Tam Tạng do Dan Juren thủ vai, Trừ Bát Giới do Shen Yihi thủ vai, Sa Tăng do Yan Qiuyu thủ vai. Phiên bản Minh Kỳ Thiên năm 1978, Masaki Sakai thủ vai Tôn Ngộ Không, Masako Natsume thủ vai Đường Tam Tạng, Toshiyuki Nishida thủ vai Trừ Bát Giới và Sa Tăng do Shiro Kishibe thủ vai. Phiên bản năm 1982 trong Tôn Ngộ Không Đại Chiến Phi Nhân Quốc, Lưu Thượng Khiêm thủ vai Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng do Lương Tu Thân thủ vai, diễn viên Phán Tam thủ vai Trừ Bát Giới và diễn viên Phương Chính thủ vai Sa Ngộ Tịnh. Phiên bản năm 1983 Ngọn Núi Rực Lửa, Lưu Hỷ Lượng thủ vai Tôn Ngộ Không, diễn viên Âu Dương Pháp Nhân thủ vai Đường Tam Tạng, Trừ Bát Giới do Diêm Tôn Hiếu thủ vai và Sa Tăng do diễn viên Dương Tài thủ vai. Cũng trong cùng năm đó, phiên bản Thật Giả Mỹ Hậu Vương cũng được ra mắt với quý khán giả. Diễn viên Vương Kim Trụ thủ vai Tôn Ngộ Không, Triệu Vũ Lương đảm nhận vai Đường Tam Tạng, Trần Kiến Quân thủ vai Trừ Bát Giới và Lưu Tỏa Tấn thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 1986, Lục Tỷ Linh Đồng thủ vai Tôn Ngộ Không, Mã Đức Hoa thủ vai Trừ Bát Giới và Diêm Hoài Lễ thủ vai Sa Tăng. Diễn viên Trì Trọng Thủy tham gia từ các tập 17 cho tới tập 25. Diễn viên Từ Thiếu Hoa tham gia từ một số tập đầu tiên cho đến tập thứ 16. Diễn viên Uông Việt xuất hiện trong các tập 6, 9 và 10. Phiên bản năm 1991, Tây Du Bình Yêu, Đồng Chí Hoa thủ vai Tôn Ngộ Không, Giả Vĩnh Tuyền thủ vai Đường Tam Tạng, diễn viên Trương Khắc Bồng thủ vai Trừ Bát Giới và Đỗ Ngọc Minh thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 1993 do Nhật Bản sản xuất, diễn viên Masahiro Motoki thủ vai Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng do diễn viên nữ Miyazawa Rie thủ vai, Trừ Bát Giới do Satake Kawara thủ vai và diễn viên Hisaku Saku thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 1995, Nguyệt Quang Bảo Hợp do Châu Tinh Trì làm đạo diễn, với các diễn viên Châu Tinh Trì trong vai Chí Tôn Bảo, hậu thân của Tôn Ngộ Không, La Gia Anh trong vai Đường Tam Tạng, Ngô Mạnh Đạt trong vai Nhị Đương Gia, hậu thân của Trừ Bát Giới. Cũng trong cùng năm đó, Châu Tinh Trì tiếp tục cho ra mắt Đại Thoại Tây Du 2, phần phim Tiên Lý Kỳ Duyên, cũng vẫn giữ dàn diễn viên cũ của phần 1 và chỉ thêm một vai anh tư, đó là Sa Ngộ Tịnh, do diễn viên Giang Ước Thạch thủ vai. Phiên bản Tây Du Ký năm 1996 do TVB sản xuất, diễn viên Trương Vệ Kiện thủ vai Tôn Ngộ Không,
Giang Hoa thủ vai Đường Tam Tạng, Trừ Bất Giới do Lê Diệu Tường thủ vai và Sa Tăng do Mặt Trường Thanh thủ vai. Năm 1998, vì một số lý do nên diễn viên Trần Hạo Dân đã thay cho Trương Vệ Kiện để thủ vai Tôn Ngộ Không. Vào năm 2000, đạo diễn Dương Khiết đem lại phần 2 của Tây Du Ký phiên bản năm 1986, nhưng có một số thay đổi về mặt diễn viên. Lục Tiểu Linh Đồng vẫn thủ vai Tôn Ngộ Không, diễn viên Thôi Cảnh Phú thay cho Mã Đức Hoa thủ vai Trư Bát Giới, Lưu Đại Cương thay thế Diêm Hoài Lễ thủ vai Sa Tăng, diễn viên Từ Thiếu Hoa thủ vai Đường Tam Tạng. Cũng trong cùng năm, bộ phim Hậu Tây Du Ký được ra mắt với quý khán giả, diễn viên Tào Vinh thủ vai Tôn Ngộ Không, Huỳnh Hải Băng thủ vai Đường Tam Tạng, Lưu Hán Bưu thủ vai Trư Bát Giới và diễn viên Lý Kinh thủ vai Sa Tăng. Phiên bản điện ảnh do Hollywood sản xuất năm 2001 được mang tên Vương quốc bị mất, với các diễn viên Russell Wong thủ vai Tôn Ngộ Không, Thomas Gibson thủ vai Đường Tam Tạng, Eddie Marsan thủ vai Trương Bát Giới và Capri Birdie thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 2002, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không do TVB sản xuất, Tôn Ngộ Không do diễn viên Trương Vệ Kiện thủ vai, Lương Hán Văn thủ vai Đường Tam Tạng, diễn viên Cát Dân Huy thủ vai Trương Bát Giới và Sa Tăng do diễn viên Lý Sáng Sâm thủ vai. Phiên bản điện ảnh năm 2005, Tình Điên Đại Thánh, diễn viên Trần Bách Lâm thủ vai Tôn Ngộ Không, Tạ Đình Phong thủ vai Đường Tam Tạng, Quang Trí Bân thủ vai Trư Bát Giới và Trương Trí Hằng thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 2006 do Nhật Bản sản xuất, cuộc phiêu lưu của Tề Thiên Đại Thánh, trong đó Shingo Katori thủ vai Tôn Ngộ Không, Eri Fukatsu thủ vai Đường Tam Tạng, Atsushi Ito thủ vai Trư Bát Giới và Teruyoshi Uchimura thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 2008, Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ, trong đó Tôn Ngộ Không do diễn viên Đinh Kiện thủ vai, diễn viên Trương Dương thủ vai Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới do diễn viên Tạ Ninh thủ vai. Phần phim này không có sự xuất hiện của Sa Tăng. Phiên bản năm 2009 trong bộ phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, trong đó Tôn Ngộ Không vẫn do diễn viên Đinh Kiện thủ vai, diễn viên Thiên Lượng thủ vai Đường Tam Tạng, Tạ Ninh thủ vai Trư Bát Giới và Sa Tăng do diễn viên Phúc Hữu thủ vai. Phiên bản năm 2010, Hy Du Ký, trong đó Hà Cảnh thủ vai Tôn Ngộ Phan, Từ Tranh thủ vai Huyền Trang, diễn viên Tạ Na thủ vai Chu Bát Tỷ và Bạch Sa Đường do Vương Tử thủ vai. Tây Du Ký năm 2010, diễn viên Phí Chấn Tường thủ vai Tôn Ngộ Không, Trần Tư Hàn thủ vai Đường Tam Tạng, diễn viên Tạ Ninh thủ vai Chu Bát Giới và Mậu Phượng Bân thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 2011, diễn viên Ngô Việt thủ vai Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng do diễn viên Nhiếp Viện thủ vai, diễn viên Tài Kim Sinh thủ vai Trương Bát Giới và Từ Cẩm Giang thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 2013 Mối Tình Ngoại Truyện, diễn viên Hoàng Bột thủ vai Tôn Ngộ Không, Văn Chương đảm nhận vai Đường Tam Tạng, Trần Bính Cường thủ vai Trương Bát Giới và Lý Thượng Chinh thủ vai Sa Tăng. Phiên bản Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung được phát hành vào năm 2014, trong đó Tôn Ngộ Không do Trần Tử Đan thủ vai và ba thầy trò còn lại Đường Tăng, Trương Bát Giới và Sa Tăng vẫn chưa xuất hiện tại phần phim này. Phiên bản năm 2016 Chuyện Tình Đại Thánh, diễn viên Hàn Canh thủ vai Tôn Ngộ Không, Ngô Kinh thủ vai Đường Tam Tạng, diễn viên Châu Nghệ Hiên thủ vai Trương Bát Giới và diễn viên người Hàn Quốc Cho Seon Yeon thủ vai Sa Tăng. Cũng trong cùng năm, bộ phim Giấc Mộng Tây Du được ra mắt với khán giả, diễn viên Tạ Miêu thủ vai Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng do Trương Hách thủ vai, Triệu Thiết Anh thủ vai Trương Bát Giới và Tiêu Diệt Văn thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 2016, bộ phim Tây Lương Nữ Quốc, Vũ Thượng thủ vai Tôn Ngộ Không, Lữ Minh Minh thủ vai Đường Tam Tạng, Triệu Bằng Đào thủ vai Trương Bát Giới, Tống Bân Vĩ thủ vai Sa Tăng. Và cũng trong cùng năm, Mân Kỳ Khiên phần 2, Tôn Ngộ Không và Ba Lần Đến Bạch Cốt Tinh cũng được ra mắt với khán giả. Trong đó, Quách Phú Thành thủ vai Tôn Ngộ Không, Phùng Thiểu Phong thủ vai Đường Tam Tạng, Thẩm Tiểu Dương thủ vai Trương Bát Giới, La Trọng Khiêm thủ vai Sa Tăng. Trong cùng năm đó, Tây Du Ký Lạ Truyện cũng được ra mắt, trong đó Lưu Tùng Tử Mạc thủ vai Tôn Ngộ Không, Trần Bách Lâm thủ vai Đường Tam Tạng, Mighty Angelo thủ vai Trương Bát Giới và Khiếu Thú Dịch Tiểu Tinh thủ vai Sa Tăng. Năm 2017, phim truyền hình Đại Thoại Tây Du Mối Tình Vạn Năm cũng được ra mắt, trong đó Hoàng Tử Thao thủ vai Tôn Ngộ Không, Doãn Chính thủ vai Đường Tam Tạng, Lưu Thiên Tá thủ vai Trương Bát Giới và Diệp Lưu thủ vai Sa Tăng. Trong cùng năm đó, Giấc Mộng Tây Du phần 2, phần phim Thiên Phiến Công Chúa cũng được ra mắt với khán giả, trong đó Tạ Miêu thủ vai Tôn Ngộ Không, diễn viên Cửu Khổng thủ vai Đường Tam Tạng, Trương Bát Giới do Triệu Thiết Anh thủ vai và Tiêu Dực Văn thủ vai Sa Tăng. Tiếp theo là Giấc Mộng Tây Du phần 3, phần phim Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc.
nhà sản xuất quyết định giữ lại hai nhân vật là Trương Bát Giới và Sa Tăng và thay Hứa Minh Hổ thủ vai Tôn Ngộ Không và Trương Tiên Kỳ thủ vai Đường Tam Tạng. Cũng trong năm 2017, bộ phim Mối Tình Ngoại Truyện cũng được ra mắt, trong đó Lâm Canh Tân thủ vai Tôn Ngộ Không, Ngô Diệt Phàm thủ vai Đường Tam Tạng, Uông Đạt thủ vai Trương Bát Giới và Menki Bati thủ vai Sa Tăng. Cũng trong năm này, phim truyền hình Hoa Du Ký cũng được ra mắt với khán giả Hàn Quốc, trong đó Lee Seung Ji thủ vai Tôn Ngộ Không, Oh Jin So thủ vai Đường Tam Tạng, Lee Hong Ki thủ vai Trương Bát Giới và Chang Kwan thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 2018 The Monkey King 3 kỳ ngộ nữ nhi quốc do Quách Phú Thành thủ vai Tôn Ngộ Không, Phùng Tiểu Phong thủ vai Đường Tam Tạng, Thẩm Tiểu Dương thủ vai Trương Bát Giới và La Trọng Khiêm thủ vai Sa Tăng. Cũng trong cùng năm đó, bộ phim do Netflix phát hành Truyền Thuyết Mỹ Hậu Vương, trong đó Cha Hang Sen thủ vai Tôn Ngộ Không, Lucien Buchanan thủ vai em gái nuôi của Đường Tam Tạng, George Thompson thủ vai Trương Bát Giới, Emily Cowery thủ vai Sa Tăng. Trong cùng năm đó, Giấc Mộng Tây Du 4 phần phim Phục Ma Ký cũng được phát hành, trong đó diễn viên Tạ Miêu thủ vai Tôn Ngộ Không, Bạch Tử Hiên thủ vai Đường Tam Tạng, Dịch Chính Phúc thủ vai Trương Bát Giới và Trần Cửu Long thủ vai Sa Tăng. Phiên bản năm 2020, Lạc Vào Bàn Tơ Động, trong đó Trần Hạo Dân thủ vai Tôn Ngộ Không, La Gia Anh thủ vai Đường Tam Tạng, Trương Bát Giới do Lâm Tử Thông thủ vai và Sa Tăng do Tưởng Vinh Phát thủ vai. Phiên bản tiếp theo trong năm 2020 là bộ phim Đại Thiên Bồng, trong đó Trương Kiệt thủ vai Tôn Ngộ Không, Đại Nghệ Lâm thủ vai Đường Tam Tạng và Ấn Hạo Minh thủ vai Trương Bát Giới. Trong phim này, Sa Tăng chưa xuất hiện. Và cuối cùng là phiên bản năm 2021, bộ phim Tây Du Tỳ Hưu, trong đó Tôn Ngộ Không do Lưu Quán Lân thủ vai, Lưu Duật Khải thủ vai Đường Tam Tạng, Hoàng Ngữ Sâm thủ vai Trương Bát Giới và Cao Hải Long thủ vai Sa Ngộ Tịnh. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thích series này và hy vọng là những video tiếp theo của mình sẽ được mọi người ủng hộ tiếp nhé. Và hãy nhớ là xem thêm hai video phía bên phải và nút đăng ký kênh bên dưới nữa nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.